Ngay từ khi chính cương vắn tắt và sách lược vắn tắt được thông qua tại hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì, đã vạch ra sự cần thiết phải xây dựng một mặt trận dân tộc thống nhất nhằm đoàn kết các giai tầng trong xã hội. Giữa lúc cao trào cách mạng đầu tiên do Đảng lãnh đạo mà đỉnh cao là phong trào Xô Viết nghệ tĩnh đã diễn ra sôi nổi và rầm rộ trong cả nước. Ngày 18 tháng 11 năm 1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra chỉ thị về vấn đề thành lập Hội Phản đế Đồng minh, hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đến tháng 3 năm 1935, Đại hội Đảng lần thứ nhất đã thông qua nghị quyết về công tác phản đế liên minh, lập ra Hội Phản đế Liên minh, mở rộng tổ chức hội tới cấp toàn Đông Dương. Tiếp theo sau đó là Mặt trận Thống nhất Nhân dân Phản đế Đông Dương tháng 10 năm 1936 và tháng 3 năm 1938. Để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định đổi tên thành Mặt trận Thống nhất Dân chủ Đông Dương, gọi tắt là Mặt trận Dân chủ Đông Dương. Khi chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 11 năm 1940 chủ trương thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Phản đế. Tháng 5 năm 1941, để hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh, gọi tắt là Mặt trận Việt Minh. Dưới con cờ đảng của Mặt trận Việt Minh, thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ lấy sức ta để giải phóng cho ta, nhân dân Việt Nam đã thực hiện thành công cách mạng tháng 8, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945. Chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trình đảng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Mùa xuân ta hát ngàn tiếng ca tha thiết, mùa xuân.